Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái phần mềm mình thấy khá là hữu ích. Cài đặt trên một chiếc điện thoại, cụ thể là mình sẽ cài trên cái điện thoại có phần mềm đang chạy là Android nhé. Sẽ bạn nào mà đang học nghề điện tử này hoặc là đang đam mê điện tử thì có thể tham khảo cái phần mềm mình gọi là app này thì có thể sẽ rất là hữu ích thì đầu tiên thì mình đang dùng phần mềm à, dùng điện thoại là Bphone tức là nó chạy Android nhé chúng ta sẽ vào set fly để chúng ta sẽ tìm cách tải nói thì chúng ta sẽ vào mục tìm kiếm này chúng ta sẽ tìm chữ là elect elect này ELECTRO đọc này các bạn nhé chúng ta kích vào sau đó chúng ta sẽ cài đặt vào máy thì chờ một chút cho nó cài nhá Ờ, nó trên thực ra ấy mình mới xem qua nó thì nó khá là hữu ích cho các bạn nào mà gọi là gọi là amateur hoặc những bạn nào đang học uh, nghề điện tử ấy học điện tử ấy thì có thể cái trình này có thể sẽ giúp ích được các bạn trong vấn đề là kiểm tra hoặc là ấy linh kiện nhé đồng ý đi đơn giản nhất như đọc uh, điện trở này thì nó sẽ chia ra <laughs> cách đọc điện trở rất là nhiều nhé thì ở cái mục 3 chấm này thì nó có thể là đọc điện trở là ba giải màu ba giải màu tức là nó không có giải sai số đấy thì là mặc định nó là sai số là 20 ví dụ như mình đọc một con điện trở nó ghi chữ lâu đen đỏ chúng ta sẽ thấy nó chữ lâu đen đỏ đấy thì nó sẽ ra là một kohm sai số là 20 phần còn giả sử như bốn vạch màu thì là nó thông dụng hơn thì nó cũng <laughs> cũng là lâu đen mình cũng đọc một con điện trở có mạch màu là đỏ 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 tóm lại chúng ta cứ nhìn thế thôi đỏ 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 và sai số cái màu tiếp theo nó là sai số thì hiện tại là nó là cái nhũ vàng nó là sai số năm phần trăm nhưng mà nó lại là màu lâu đi chẳng hạn thì là sai số là một phần trăm nhé tức là con điện trở là hai hai đấy là những con điện trở bốn vạch màu còn có loại là năm vạch màu thì thông dụng hơn này thì độ chỉ chính xác nó cao hơn đấy thì cũng ra, cũng ra cũng đọc như thế thôi như nâu này đen này đỏ này rồi cam đi thì là 102 kg tất nhiên là còn một cái màu nữa là màu đỏ đi thì đó là sai số 2 phần trăm nhá tóm nay là cái năm vạch màu này thì bốn cái thì chúng ta sẽ biết được nhưng mình thì mình chả cần đâu mình nhớ trong đầu rồi cách nhân như thế nào thì cái màu xanh <laughs> cái mà vạch cuối cùng ấy và cái anh viết phần mềm app này anh cũng có cái hay nhé anh sẽ đặt cho chúng ta một vị trí xa như nào để chúng ta có biết cách đọc nhé cái này chỉ là cái cái chúng ta tham khảo thôi chứ không phải là cái nào cũng đúng đâu các bạn nhé rồi nó có cả vạch màu điện trở là bốn vạch rồi sáu vạch các thứ ấy. đây là bốn vạch này là một vạch là sai số đấy đấy là về phần điện trở nhá rồi đọc mã điện trở SMD cũng có này ví dụ như mình muốn đọc một con điện trở nó có giá trị là ghi là 224 chẳng hạn nhé thì mình ấn tính toán này Thì tương đương nó sẽ là 22 Nhân với 10 mũ 4 đấy Thì nó chính là 220k nhé Rồi hoặc như mình tìm con là 104 đi À 105 đi nhé Tức là bằng 10 nhân 10 mũ 5 đấy Thì đây chúng ta sẽ thấy nó là bằng 1 mũ ôm Cái điện trở SMD thì đọc nó dễ hơn Hoặc là điện trở SMD là không phải là 3 số đấy Mà nó là 4 số đi 1, 2, 3 3 đi các bạn nhé nó trên thân nó ghi thế nhé thì tính toán ấy thì là cái số 3 kia là k rồi là 123k nhá đấy là cái cách đọc điện trở cho các bạn nào gọi là mình hay gọi là amateur mà không chuyên mà mới học mà không ghi nhớ được cái bảng màu ấy. mình thì mình ghi nhớ lâu rồi còn nó có rất nhiều những cái nữa là cái tỷ lệ điện trở chia áp này rồi là <laughs> nhiều lắm Tóm lại là chúng ta mà tải nó về thì chúng ta cứ thử tham khảo nhé Rồi cái sơ đồ chân của các cổng IC Tóm lại là cái APP này là Cái người viết để lập trình họ đã viết ra và nó họ đã Tất nhiên là họ cũng nói luôn nhé là cũng không phải cái nào là cũng phải là chuẩn 100% đâu các bạn ạ Họ cũng nói luôn phía dưới đây là đọc mã cuộn cảm mà Đây này mình sẽ cho mọi người này Hôm nọ mình à mình có xem thấy nó ghi chia áp tỷ lệ điện trở tóm lại là nó chỉ là một uh, mình còn chưa chưa nhìn cái điện trở 6 giải màu là như nào đâu mình thử nhé nó thêm chữ 50 p pk thì mình chưa rõ đây này đây là giá trị cộng trừ hai phần trăm không chuẩn giá trị gần nhất đó này nó chỉ là gợi ý một cái app nó như là 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 trí tuệ nhân tạo ấy nó cũng như là cái chat gpt ấy, nó sắp thay thế con người rồi đấy nó hiện nay mình có đọc những cái công nghệ ấy, là chat gpt nó đang uh, quá là phát triển nó như là ai trí tuệ, tuệ nhân tạo ấy nó sắp thay thế những cái uh, cỗ máy máy móc thay thế con người các bạn ạ thì cái phần mềm này thì nó rất là đơn giản thôi nó không phức tạp như à, nó không cao siêu như cái trí tạo tuệ nhân tạo chẳng qua là cái người viết nó là họ đã tổng hợp trong những cái tính toán tất nhiên nó sẽ có những cái phần sai sai đấy không phải là đúng hoàn toàn đâu nhưng mà đôi khi nó sẽ giúp ích được các bạn nhé đấy còn video mình sẽ kết thúc nhé chúc mọi người học điện tử thành công chào tất cả các bạn